nhiều. Đây là món thịt bò, món thịt bò. Đây là món lẩu. Và trong lẩu thì có bạch tuộc nữa. Rồi các món đây là sò điệp này, nghêu này, hào này. Quá hấp dẫn đúng không? Và đây là thịt bò mỹ nữa. Đó, đây một bữa ăn đảm bảo này. Ăn tạm qua ngày. Ăn đỡ đi. Bữa sau ăn món khác. Cắt hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày, bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tựa như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi. Bây giờ Hùng sẽ hướng dẫn mọi người cách ăn thịt kiểu Hàn Quốc, thịt nướng. Cách ăn thịt kiểu Hàn Quốc. Cho miếng thịt vô, cho miếng kim chi vô. Đó, một miếng tỏi vô. Sau đó là trên bàn có cái gì là tương đúng không? Rồi, cho chút xíu tương vô rồi. Rồi, miếng thịt có chưa anh? Có thịt rồi. Ok. Thêm gì nữa? Cơ bản rồi đấy. Cơ bản là như vậy. Đây là đây cái này được, cái này ngon này. Đây này. Rồi. Đó. Cô nghe cuối cùng cái công thức là gì là bỏ vô hết vậy đó. Nói chung là trên bàn có cái gì là cho vô hết. Đó, gói cho nó đẹp vào. Đó là. Mà phải tống nguyên cái đó vô miệng mới đúng cái kiểu đó. Đúng rồi đó. Đó. Tức là ba gói là chưa biết gói rồi cho nên đó, là sau đó chấm này thêm này. Không, chấm đủ rồi, ở trong có rồi mà. Không, ăn như này này. Hết luôn. Rất là ngon. Đây là món tteokbokki. Cứ quay ngang vậy cửa đừng mở. Chị có thể dành cho mà là nếu anh này anh bán ở Việt Nam thì chắc là rất là nhiều người ăn bởi vì anh rất là đẹp trai. Cái này xài bếp khè nhé. Đi qua mấy tiệm á, làm thịt nướng hay là bạch tuộc nướng thì người ta cũng sử dụng bếp khè này rất nhiều. Mình giúp anh. Wow. Một bò thì